Mitsubishi Xpander em có một cặp các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu cho các bác hai chiếc xe Xpander đỏ, đen và trắng, xin lỗi mọi người. Chiếc màu đen mà các bác đang nhìn thấy đây là chiếc sản xuất và đăng ký 2019, mang tên tư nhân biển Hà Nội, em đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Giới thiệu thêm với các bác là hai cái chiếc xe này của em thì không xe nào chạy dịch vụ các bác nhá, toàn xe gia đình sử dụng hết các bác ạ. Con 2019 này em đang bán với giá là 488 triệu, màu đen, mang tên tư nhân, biển Hà Nội. Con xe này là chạy có 7 vạn hay 8 vạn, xin lỗi các bác nhá. Công tơ để em xem lại, bởi vì đôi khi làm xe quá em lại không nhớ được các bác ạ. Các bác đợi em xíu, em đang lấy cái chìa khóa mọi người ạ. Đó. Tổng thể về chất lượng xe thì em cam kết với các bác là xe không đâm xô và không tai nạn thủy kích các bác nhá. Màu đen. Đó. Số tự động 488 triệu các bác ạ. Về chất lượng xe thì em sẽ cam kết với các bác là xe không đâm xô, không tai nạn thủy kích, pháp lý đảm bảo. Em bao check test ở hãng và bên cơ sở thứ ba các bác nhá. Nên là về vấn đề chất lượng là các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề chất lượng, em nói rất là chuẩn. Bởi vì nhiều bác mua xe có thể là ở xa hay gần đều như nhau. Chúng ta cứ rõ ràng quan điểm ngay từ đầu để sẽ không mất thời gian của cả hai bên các bác nhá. Và còn chiếc bên cạnh đây là chiếc sản xuất và đăng ký 2020, nhưng mà lại là form của 2021 các bác nhá. Con xe này là chạy 4 vạn này. 4 vạn mang tên tư nhân biển Hà Nội. Màu trắng. Thọ ơi bật cả hai cái Thọ ơi. Em bật cho anh cả hai cái. Chưa được, em đang khóa cả hai cái rồi. Chiếc màu trắng này thì em bán với giá là 515 triệu các bác nhá. 20 nhưng mà form 21, nội thất đen, đèn full led các bác ạ. Đó. Còn đây là chiếc sản xuất và đăng ký 2019 này. Chạy 7 vạn rưỡi mọi người nhá. Em đang để cái tầm chân nắng này để cho đỡ hại nội thất các bác. Đó, vô lăng zin này các bác này. Vô lăng này là vô lăng zin các bác nhá. Ghế đã được bọc ghế da pha với một chút da màu kem rồi. Cần số này rất là đẹp các bác. Phanh tay này. Màn hình Android lên đầy đủ rồi các bác nhá. Camera hành trình đầy đủ rồi đây. Đó. Các bác thấy không? Trần nỉ nguyên bản. Còn nếu mà là cái trần bọc da rồi thì lại không ổn đúng không các bác? Bởi vì nhiều bác không thích bởi trần bọc da đâu. Bởi vì bọc da là các bác sẽ nghĩ ngay đó là xe dịch vụ. Đó. Con này thì ghế sau rất ít được hạ lên các bác nhá. 488 triệu các bác ạ, mới dã man các bác nhá. Tức là cái chất lượng xe nó rất là mới. Sản xuất và đăng ký 2019. Màu đen. Còn chiếc này là sản xuất đăng ký 2020, 515 triệu các bác nhá. 515 triệu. Ở VinFast Fadil sản xuất và đăng ký 2020 bản bay, chạy 5 vạn xịn, em bán 305 triệu các bác. Bác nào mà thật sự là ở đây đang muốn mua một chiếc xe VinFast Fadil mà đẹp với các bác ạ, thì các bác cứ nghiên cứu qua cái chiếc xe này của em. Bởi vì chất lượng nó như mới các bác. Các bác nhìn ghế lái này. Ghế lái thì vô lăng này, màn hình Android này, camera hành trình đầy đủ rồi. Ghế phụ này. Đó. Ghế sau. Ghế sau gần như không có người ngồi đến chi đâu các bác ạ. Mới lắm, mới thật sự là rất mới các bác nhá. 305 triệu các bác ạ. Bác nào khớp nhạc được chiếc xe nào các bác ơi, em cảm ơn các bác.